Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Huy động hơn 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2. Kính thưa quý vị, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, trong đó có 15 máy bay, 127 xe đặc chủng để sẵn sàng ứng phó với bão số 2. Từ đêm nay, bão số 2 sẽ gây mưa to gió lớn cho ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp với các bộ ban ngành địa phương có liên quan để lên phương án ứng phó với bão số 2, bão Mulan. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì. Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo số liệu từ hệ thống quan trắc nhận định, cường độ bão số 2 mạnh nhất trong sáng nay có thể lên tới đầu cấp 9. Ông Khiêm nhận định bão số 2 sau khi đi lên phía Bắc sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Việt Nam. Trong đêm nay và sáng mai, cường độ của bão mạnh nhất có thể ở cuối cấp 8, đầu cấp 9 và duy trì trong khoảng 6 đến 12 giờ tới. Sau khi bão vào vịnh Bắc Bộ vào chiều tối nay, bão vẫn có cường độ cấp 8. Khi vào khu vực phía Bắc đảo Bạch Long Vĩ, cường độ bão bắt đầu suy giảm, khi bão cập bờ sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo ông Khiêm, bão số 2 sẽ gây ảnh hưởng cho khu vực Bắc Biển Đông với gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng tâm tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ khả năng chiều tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Nhận định ban đầu bão số 2 sẽ đi vào khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, nhưng khu vực ven biển Thái Bình, Nam Định, thậm chí khu vực ven biển Ninh Bình cũng có thể chịu ảnh hưởng của gió giật. Do ảnh hưởng của bão đêm nay đến sáng mai, tức sáng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Với khả năng gió như vậy, ông Khiêm lưu ý các khu vực nuôi trồng thủy hải sản lớn, khu du lịch ở Quảng Ninh cần có biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại. Chúng tôi đề nghị ban chỉ đạo quan tâm đến hoạt động của hai sân bay Cát Bi và Vân Đồn. Với dự báo như hiện nay, từ đêm nay và sáng mai, sân bay Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, gió giật và mưa. Sân bay Cát Bi chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh và mưa, ông Khiêm nhấn mạnh. Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa sẽ xuất hiện từ hôm nay đến 2 ngày tới, nhưng tập trung nhiều từ đêm nay cho đến hết ngày mai. Theo dự báo, tổng lượng mưa đợt này phổ biến trên 100-200mm, cục bộ tại một số nơi do tương tác địa hình, mưa có thể lên tới 250mm. Sau ngày mai, bão đi vào đất liền, vùng mưa sẽ di chuyển sang phía Tây, do đó khu vực các tỉnh Tây Bắc sẽ có mưa to. Các địa phương cần lưu ý tới sông suối nhỏ ở Thanh Hóa, lũ có thể lên mức báo động 1. Các tỉnh phía Bắc cần lưu ý khu vực sườn dốc có thể xảy ra lở đất, lũ quét, ông Khiêm lưu ý. Huy động 400.000 người, hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó với bão số 2. Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay, hầu hết các tàu thuyền đã ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 2, đã hướng dẫn 52.249 tàu và 228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Ngày hôm qua, các lực lượng cứu nạn đã tiếp cận lai dắt 3 tàu bị nạn về nơi an toàn là các tàu HT2-0408, TS-05ND, QB-98215, TS-05LD, QB-98196, TS-02LD. Trong đó, tàu QB-98196 TS hiện đang trên đường lai dắt về Quy Nhơn, Bình Định, cứu được 9 ngư dân của hai tàu bị chìm là các tàu QB-93206 TS-08ND và QB-98084 TS-01ND. Từ đêm nay, đơn vị này sẽ yêu cầu các đơn vị từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắn pháo hiệu cảnh báo các phương tiện hoạt động ven bờ, ngư dân nuôi trồng thủy hải sản ven bờ biết với cơn bão số 2.
Cũng tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, để ứng phó với bão, số lượng người ứng trực là hơn 400.000 người, trong đó bộ đội là hơn 50.000 người, dân quân tự vệ là hơn 362.000 người. Ngoài ra, chúng tôi đã huy động hơn 2.300 phương tiện các loại, trong đó có 127 xe đặc chủng, 8 máy bay của không quân, 7 máy bay của binh đoàn 18 để sẵn sàng ứng phó với bão số 2, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết. Phát biểu tổng kết cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết, theo nhận định bão số 2 diễn biến phức tạp gây mưa lớn ở nhiều khu vực, do vậy các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự xã hội, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các tàu vận tải hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, công trình đang thi công trên biển, ven biển. Tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành. Đến thời điểm này, thì các tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm đã được hướng dẫn vào vùng tránh trú an toàn. Tuy nhiên, theo nhận định của bão số 2 hướng vào các tỉnh miền Bắc và sẽ còn gây mưa lớn trên diện rộng từ chiều tối nay đến khoảng 2 ngày tới với nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng nay đã hướng dẫn 52.249 tàu với 228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão. Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt, các lực lượng cứu nạn đã tiếp cận lai dắt 3 tàu bị nạn về nơi an toàn, cũng như cứu được 9 ngư dân của 2 tàu bị chìm trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Hiện có 34 trọng điểm, vị trí sung yếu tập trung ở các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. 5 công trình đê, cống, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang. Đây là những điểm cần hết sức lưu ý khi bão đổ bộ và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Và hiện nay thì an toàn cho các tàu thuyền trên biển cơ bản đã được an toàn, đặc biệt là người lái tàu thuyền trong vòng nguy hiểm. Đêm qua, các cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương đã hướng dẫn hướng di rời cụ thể để 10 thuyền viên và 94 người lao động đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay trên vùng vịnh Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định vẫn đang còn một số vấn đề chúng ta cần phải chú ý thêm, đặc biệt là đối với những khách du lịch, người lao động nuôi trồng thủy sản, neo đậu các tàu thuyền và các khu vực an toàn, khai thác khoáng sản ở khu vực khai thác khoáng sản. Thì toàn bộ những tình huống này, Văn phòng Thường trực và Ban Chỉ đạo đã có tài liệu hướng dẫn rất cụ thể. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đang ở cường độ cuối cấp 8, đầu cấp 9. Dự kiến bão sẽ giữ cường độ này trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng đến khu vực ven biển và đất liền của Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Hoàn lưu bão số 2 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng và ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Với tình hình quỹ đạo di chuyển như dự báo hiện nay thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn bộ các khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa ban đầu tập trung ở khu vực Đông Bắc và sau đó có thể nhanh chóng mở rộng ra khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía khu vực miền Bắc và Tây Bắc. Và lượng mưa cả đợt này thì theo nhận định với dự báo, theo thời điểm hiện tại thì từ 100 đến 250mm. Một khu vực mà có tương tác địa hình có thể lượng mưa cao hơn trên 250mm. Lưu ý là lượng mưa sẽ tập trung nhiều vào các khu vực trong thời gian từ đêm nay cho đến hết ngày mai. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương ven biển sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó với bão. Tuyệt đối không có tâm lý chủ quan với bão đầu mùa, đồng thời lên phương án di rời người dân ở vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.
Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.